nhân tiền hiền. Nguyễn Trãi, vị anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới, đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác, từ triều Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Suốt chiều dài hơn 4.000 năm của dân tộc Việt Nam, trải qua nhiều thời đại khác nhau với những thăng trầm lịch sử, người tài đức đời nào cũng có. Họ là những con người hiến dâng hết cuộc đời mình cho sự tồn vong của đất nước. Thời nào cũng vậy, bậc minh quân hay nhà lãnh đạo của đất nước đều coi trọng người tài. Như thân nhân Trung đã nói, hiện tài là nguyên khí của quốc gia. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu thành lập khu văn miếu để thờ tự các bậc thánh nhân tiền hiền, những nhân tài đất Việt đã phụng sự dân tộc Việt Nam suốt hàng ngàn năm lịch sử. Và hôm nay, trong ngày lễ tốt nghiệp các tân tú tài trường Quốc tế Á Châu, trước là xin bái lạy các bậc nhân tài, anh hùng dân tộc, các bậc minh sư tỏ lòng kính trọng, tri ân, và sau là xin hứa sẽ noi gương các bậc tiền nhân phụng sự dân tộc, đất nước Việt Nam suốt đời. Trong giây phút tôn nghiêm này, với tấm lòng thành thắp nén hương thơm, chúng con kính cầu các bậc tiền nhân linh thiêng, chứng giám, xin thành kính dâng hương. Xin mời các tân tú tài sau đây tiến vào văn miếu để làm lễ. Lâm Trâm Anh, Phan Hồng Anh, Lê Trọng Ân, Hoàng Mỹ An, Vũ Thị Thúy An, Nguyễn Ngọc Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng Anh Thư.
Phạm Lê Việt Thư, Liêu Khải Thuần, Trần Tử My, Nguyễn Thị Thảo My, Đặng Thuận Như, Nguyễn Thị Cẩm Tú. Thank you.
tiến vào văn miếu để làm lễ. Trần Tuấn Phương, Hoàng Minh Thắng, Nguyễn Quang Minh Triết, Lý Chí Phong, Nguyễn Minh Quang, Trong Vĩnh Thắng.